Yo, xin chào mọi người Hello, xin chào mọi người Nói chung là chào anh em tận lần thứ hai rồi anh em đều hiểu nào rồi Lại một con game siêu hot Và siêu mượt cho anh em luôn Mọi người đang thắc mắc là đợt gần này á Mình tại sao mình không lên uh, clip về con thiên đường chơi là cái thứ nhất mà ngày thứ hai là link con game này đã đổi mới đúng không Ok luôn, hôm nay thì mình sẽ để lại link tải cho anh em Link tải chính thức của con thiên đường chơi này bên dưới phần mô tả Phần game comment cho mọi người luôn tiện đây thì rất nhiều bạn có bảo mình rằng là tại sao mà gần đây mình không có chơi ở bên con thường mà chơi thì anh em cũng thông cảm cái mỗi người lại một ý lại góp và uh, góp ý lại như này góp ý cái kia game này game kia đấy hai ba ngày hôm tôi toàn chủ yếu là chỉ cho một số anh em gọi là chơi ở bên go 88 này sun win này hai thậm chí còn con rick vip đấy ba con game này đang anh em yêu cầu nhiều nhưng mà hôm nay tôi biết nhận được là gần 16 cái tin nhắn là anh ơi trở lại với con thi đồ chơi đi mẹo bây giờ nó khó quá với cả cho em xin lại cái link tài với Ôi giời, cứ giải đáp thắc mắc cho anh em từng đi từng tí một xong rồi Cứ vừa gửi cho ông này xong thì ông kia lại hỏi Tôi tức quá lên luôn clip cho anh em Đây, hôm nay mình sẽ để link tài chi tiết con game này ở bên dưới phần mô tả nhá Đấy, Thì hôm nay thì tiện tay thì mình có khoảng cỡ là vốn 12 triệu rưỡi Đây, một con số cũng không phải quá lớn nhưng mà không phải quá quá nhỏ thì mình muốn làm một tí kèo gọi là bẻ tốt với anh em bên con thường chơi này sẽ là có thể nào gọi là chơi game đổi thưởng ngon ngon một tí không ok thế nhỉ À, linh tải chính thức thì mình vẫn nhắc lại cho anh em là mình để dưới phần mô tả phần comment cho anh em là anh em cứ yên tâm nhé cũng có nhiều bạn cứ vào lệch này bẻ tốt này nhìn phát này muốn bẻ tốt với anh em ạ nay thì vốn cũng không phải là quá to nên là mình cố gắng là làm sao thì làm à, lụm lụm mà đẹp, đẹp đẹp tí rồi anh em ạ uhm. cái gì đây à, bẻ tốt thì cái để mình đánh xỉu này làm lít làm cây giò giò này xem là nó như thế nào ừ, ừ. mở ui rồi ôi ba ba dân năm ôi rồi ôi thì nay là là cũng ủa rồi nhỉ ờ ừ. không sao không sao cái khúc này là về trả về mùa một này bẻ tốt tiếp thôi anh em vẫn làm vào cái cây cái cây 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 xỉu này 5 lít lâu lâu rồi đi bẻ tốt với anh em đây anh em ạ chứ ôi trời hai cây 14 nút bồ 11 luôn này hay à... khó thế cũng làm được luôn trời à ơi thế này mà 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 mà, mà gọi là chê, chê 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 chồng chê em nữa thì ôi rồi luôn anh em ạ <laughs> khúc này à này là nghi này cái đẹp mà về tài là đúng quá rồi này ô về tài bẻ tốt này thề chứ thằng tốt này mà đánh sớm hơn là mình cũng bè rồi đấy đó thôi cứ anh em cứ bình tĩnh đi anh em ạ đấy bẻ tốt là lúc nào phải bình từ đi hai tay năm lít giò rồi bây giờ bây giờ bắt đầu đánh tay từ từ đi lên đấy ơi không phải flo ai bẻ luôn cây này là hai củ này thêm sáu trăm lẻ mười nghìn nữa này coi như là cây số lẻ này ây da. đấy <laughs> trời ơi đấy mẹ túc nó phải phải căn cơ gọi là vào cái cái to cái bé đấy anh em ạ ai da ai da rồi căng luôn rồi căng luôn rồi căng luôn anh em à, um. cái này bẻ tốt lên này đây bẻ một mét vào khúc này này là, là hợp lý này <laughs> rồi xong luôn rồi xong luôn cái này bẻ tốt là, là hơi lệch cái máy vào đây về bé đấy nha rồi dù sao sáng nữa là áp dụng bẻ tốt là cứ một tay to một tay bé anh em ạ cái này cầu về trả ba hai một không một ba năm cái đánh to thì cũng được này đánh to thì lại 90 000 này cái đánh to cũng được nhưng mà sợ là nó nhảy về kèo cầu bán năm lắm anh em ạ Đây, cái khúc này nhìn giống cầu lắm nếu mà đẹp nhất thì cầu này cầu ba một này nhưng mà mình không sao nó chưa được điều gì cả mở ui trời ơi 551 năm thế này thì quá là nét rồi ui rồi ơi thế này mà chê được ở chỗ nào chê ở chỗ nào xin cái tuổi gái các bạn ơi mở lên mở lên kem chuối lên anh em ạ đừng có, chê, đừng có chê đừng có chê đừng có chê với nhau đừng có chê nhau nhá hai một này cái cây này khả năng cao có ba hai một rồi thì cái này bắt xỉu đẹp này ừ bẻ tốt à tôi tôi bẻ tốt tôi thích bẻ tốt anh em 5 lít sò cầu húp nào húp ngay thấy chưa tốt này vào cầu là may quá may tôi định cứ bắt cỏ cầu ba hai một ba hai một một đấy thế nhưng mà may quá anh tốt anh đi vào cái cây này nên là mình phải tiện thể mình hút luôn anh em ạ không gọi là tí nữa là ối rồi đây anh em ạ thôi không sao nói chung là hôm nay thì cũng đâm đâm được kèo anh em cái này cũng khá là ngon rồi cái thứ nhất cái thứ hai là mình không nên gọi là quá tham lam nữa Làm một cây 5 lít này bây giờ cho đã anh nghỉ thôi dù là vốn từ 12 cụ lên được tầm 16 củ là lời được 4 triệu này cũng quá ngon với mình rồi là 17 triệu đó là tính là lời được 5 triệu một ngày bây giờ kiếm được khoảng cỡ 5 triệu ăn thì ăn lời ăn vốn này thôi là cũng quá ngon rồi thì nói chung là như thế thì linh um, link tải con thiên đường chơi này mình vẫn sẽ để bên dưới phần mô tả và đi comment cho anh em thì anh em có chơi anh em có trải nghiệm thì anh em thích uh, vào đường biên dưới nhá đấy đừng có hỏi tôi là, là ừ anh gửi mẹ suốt ngày hỏi tôi tôi đâu phải nhắm anh đâu Nhưng mà anh em cứ kích vào đường bên dưới cho anh an toàn được chưa nhỉ rồi bye bye mọi người hẹn mọi người vào clip tiếp theo bye bye